Cái tình hình mà Tịnh Thất Bồng Lai thì mấy ngày hôm nay đã có những cái chuyện mà thay đổi rất là sôi nổi, thì xin mời anh Trọng có những cái tin tức liên quan gửi đến cho quý vị trong Thực bản tin này, thưa anh. ra thì trong nước á, chúng ta có hiểu là cái nhìn chung, quý vị thấy không? Ta nói là vẫn là cái dân trí mình nó còn nhiều chỗ nó còn hơi thấp, thành ra mới có những tay nó lừa bịp được. Mà những cái chuyện như vậy này, những chuyện ông mà ở Tịnh Thất Bồng Lai chúng ta đã nghe lâu rồi, nhưng mà tức là vừa được cái tiếng ông đem cái đám trẻ về và được tiếng, và trong đó là có những đứa con cháu ông mà người ta nói là cho cái kết quả của những cái loạn luân đó, vì không biết ai á, và chúng tôi thì cũng không theo dõi được mọi cái clip. Tuy nhiên chỉ cần biết là bây giờ sau khi bị tố thì đến có thể là giai đoạn của gã đến đây, gã đã có thể tàn lụi, là vì bây giờ cảnh sát và công an đã đến và bắt đi hết, phải không Bích Lộc? Vâng, thì nguyên cả cái Tịnh Thất Bồng Lai này, lớn nhỏ trẻ em già trẻ gì đều bị bắt hết vào ngày mùng 4 vừa qua. Thì ngay tại đây là Long An, thưa quý vị, đúng rồi, Đúng rồi, thì Long họ An. đã đưa công an xuống để mà bắt tất cả mọi người đưa đi. Ngày 4 tháng 1 họ đã khởi tố, và vào ngày sáng hôm qua thì đã có công an canh giữ nguyên cái khu vực Tịnh Thất Bồng Lai này rất là kỹ lưỡng. Và một trong những cái tội quan trọng thì họ đã luận ba cái tội chính. Một trong những cái tội quan trọng đó là tội loạn luân, tại vì theo cái thử nghiệm DNA thì cho thấy gọi là ông cố nội, thưa quý vị. Vâng, ông Lê Lê Tùng Vân đó, thưa quý vị. Tùng Thì ông đã có những cái quan hệ tình dục với tất cả những người phụ nữ trong nhà, kể cả con gái luôn, thưa quý vị. Thì đây là những cái trọng tội rất là quan trọng. Và một cái tội nữa là lợi dụng cái sự tự do để mà lừa gạt những cái tổ chức, những cái cá nhân làm việc từ thiện, và lợi dụng lừa đảo tài sản của nhà nước, thưa quý vị. Và ở trong cái khu vực mà trong cái Tịnh Thất Bồng Lai này, họ đã kiếm được một hai cái hầm. Thì họ nói rằng hai cái hầm này để mà cái gia đình này họ bắt giữ những người phụ nữ ở dưới đó để mà làm những cái chuyện mà chúng tôi nghĩ rất là tồi bại. Thì thưa quý vị, ông Lê Tùng Vân hiện nay thì ông sinh năm 1932 ở huyện Đức Hòa ở Long An. Thì tất cả cha con của ông, kể cả hai người con trai, hiện nay cũng đang bị kết án với rất nhiều tội danh khác nhau, tổng cộng là khoảng đến 8 tội danh khác nhau, và cái tội quan trọng nhất là cái tội loạn luân. Và theo cái tội mà lừa gạt tài sản thì có thể ông Lê Tùng Vân bị kết án từ 12 đến 20 năm, và nếu mà lừa đảo lên đến hàng tỷ đồng Việt Nam và có những cái tổ chức lừa đảo thì có thể cái tội này nó trở thành một cái tội chung thân rất là nặng. Và cái tội loạn luân mà cái người mà phạm tội biết rằng là cái người phụ nữ đó là có những quan hệ huyết thống với mình, và nếu mà để cho nhiều người mà hãm hiếp thì cái tội này cũng có thể đến tù chung thân nặng, thưa quý vị. Thì ba cái tội mà ông Lê Tùng Vân hiện nay đang bị cáo buộc là những cái tội rất là trọng tội. Và kể cả những cái tờ báo mà nổi tiếng ở trong nước như là báo Pháp Luật hoặc là báo Thanh Niên thì lần đầu tiên họ cũng đã chính thức mà đăng trên báo cái tội loạn luân. Thì đây là một cái tội quan trọng, và giống như cái người con trai mà con của ông Lê Tùng Vân thì anh nói rằng là anh là cái kết quả của một cái vụ loạn luân, thì anh là cái người mà đã đầu tiên đứng ra tố cáo ông Lê Tùng Vân cách đây 3 năm. Thì ngày hôm qua anh cũng đã lên mạng lưới online để mà đưa ra một cái livestream, và anh nói rằng là đây là lần đầu tiên mà các tờ báo chính thống ở trong nước đã chính thức như là chứng minh cái lời tố cáo của anh cách đây 3 năm, rằng là anh nói ông Lê Tùng Vân là một người đã phạm tội loạn luân, thưa anh. Tức là cái vụ này quý vị để cho quý vị thấy tay này nó muốn hành xử những vua chúa ngày xưa như là Kinh Kim khủng. Jong-un hay là Saddam Hussein, Gaddafi, tức là sao tất cả phải dưới quyền của ông ta. Và vấn đề là 30 năm trước ông ta vẫn an nhiên tự tại và không xảy ra gì, đến lúc này bắt đầu mới bị tố cáo, có nghĩa là cái vụ này bắt đầu nó lớn quá rồi và họ không ém nhẹm được, cũng giống cái vụ mà bé gái 8 tuổi bị người dì ghẻ đánh chết này kia đó. Thì khi mà nó đã quá ồn ào vì họ không thể giấu được thì công an mới nhảy vô, nhưng mà trong vụ này có bà Nguyễn Phương Hằng nữa phải không? Đúng vậy, thưa anh. Thì có nhiều người binh người che, nhiều người binh thì người ta nói rằng cũng nhờ công bà Phương Hằng thì mới làm cái vụ này nó
nó ồn ào trở lại, tại vì qua quá nhiều năm nhưng mà không ai giải quyết. Thì chúng tôi cũng nghĩ rằng ở bên Việt Nam thì nếu mà không có cái sự đồng ý của chính phủ, chính quyền địa phương thì cũng khó cho bà Phương Hằng có thể cất được tiếng nói này. Và đúng ngoài rồi. Ra thì thưa anh, những cái đứa trẻ mà được sinh ra ở trong cái làng này của ông Lê Tùng Vân đó, thì họ cũng mấy đứa bé này được đào tạo để mà đi thi những cái chương trình mà liên quan đến những người nổi tiếng trong giới văn nghệ, phải không anh? Vâng, chúng tôi muốn nói đến cái đó chính vì đám này rành rang lắm, cái vì ở nhà nó tối ngày nó mở karaoke nó tập, cho nên là tụi nó hát cũng khá và nhưng mà chính cái này cũng là cái họa cho ông ta. Nếu bình thường người ta không để ý, ông ta đưa mấy đứa cháu này đi thi này, đi thì các cái chương trình thách thức danh hài gì đó trong nước, quý vị nhớ không? Rồi bắt đầu để ý chương trình gì của Trấn Thành đó, thì cuối cùng người ta mới để ý là mấy cái này nó hát cũng khá. Đó là chưa kể có hai chú tiểu cũng khá lớn, song ca với nhau bolero. Trước đây tôi thấy thì nhiều người khen từ cái đó, nó từ cái dây mơ rễ má. Cho nên ông an nhiên là mình trong cái khu vực chúng ta thì không sao, nhưng bây giờ ông ta đi thi và nó ồn ào. Và cái khôn nữa là quý vị biết không, khi ông ta đưa ra nói là những cháu mồ côi, tự nhiên tiền bay bèo ào. Và ngay cả hải ngoại thì giúp ông nhiều lắm, nhiều gửi lắm. Tiền về. Bởi vì người Việt mình á không thiếu những tấm lòng nhân ái và nhân bản, sẵn sàng giúp. Nhưng chỉ có cái là chúng ta dễ bị lợi dụng. Nhân cái này chúng tôi cũng nói chung luôn, không phải nguyên trong nước. Vì ngay cả hải ngoại có những tổ chức họ cũng lừa bịp, cho nên chúng ta có lòng nhân, cái điều đó tốt thưa quý vị. Nhưng quý vị phải kỹ lưỡng, cẩn thận. Chúng ta không thể nghe được nhiều khi họ dây mơ rễ má, mà chúng ta nhớ là nếu mà nhìn lại biến động biết không, thường thường cái thành phần các cụ lớn tuổi lại là cái thành phần lỗ nhất, dễ tin nhất, mặc dù tiền già không có bao nhiêu hết, nhưng có thể ăn mì gói cả ngày không thành, cả tuần cả năm, nhưng sẵn sàng đóng góp và có những tay nó trục lợi. Nên ý tôi chỉ muốn cảnh báo nói chung thôi, chúng tôi đây không có nhắm ai, chỉ nói chung chúng ta có cái lòng nhân từ, ai cũng điều đó tốt. Nghĩa là họ cứ nghĩ là cái tuổi đó rồi đó mình dâng cái công đức cho Phật, cho Chúa, nhưng mà thực ra coi chừng những cái thành phần lúc nào nó có ở đâu, nó có những thành phần nhăn nhãn, những thành phần trục lợi, chúng ta phải theo dõi cho kỹ. Đó là cái điều nhân cái này chúng tôi cũng nói chung như vậy. Và đó là một trong những cái trọng tội mà chính quyền địa phương hiện nay họ đang gán cho ông Lê Tùng Vân, đó là lợi dụng cái quyền tự do ngôn luận để mà lừa gạt lên đến hàng tỷ đồng Việt Nam. Thì với cái khung hình này thì có thể ông Lê Tùng Vân sẽ lãnh cái bản án tù chung thân chỉ riêng với cái bản án mà lừa gạt thôi đó anh. Cho nên đây là một trong những cái scandal mà đang rất là nổi tiếng ở Việt Nam, rất nhiều người đang quan tâm, và chúng tôi cũng thiết nghĩ rằng nên quan tâm để mà chúng ta có thể mà gột rửa được cái xã hội của mình cho nó lành mạnh hơn, cho các trẻ em, cho tương lai khác, phải không anh? Và chắc chắn thưa quý vị, chắc chắn đây không phải là vụ duy nhất. Đúng. Có nghĩa là vì ao ra ở Việt Nam á còn rất nhiều những cái ông thầy kiểu này, nhiều, nhưng vấn đề là chưa bị lôi ra thôi. Đó thì có quý vị thấy không, bởi vì mình dễ tin, người Việt mình dễ tin, dân trí thấp đôi khi, quý vị thấy không, những ông thầy chúng tôi nhớ hồi xưa là còn vẽ ra thầy ngoại cảm rồi đủ trò hết, quý vị nhớ không? Rồi thầy chữa bệnh nghĩa là bằng nước lạnh đủ thứ hết, nước phịa đủ thứ, nhưng vẫn có những người tin. Cái khổ là vẫn có người tin, cho nên những tay đó nó mới bịp được. Và điển hình là cái vụ Vũ Hoàng Yên bây giờ có vẻ chìm xuồng. Lúc đầu rõ ràng bà Phương Hằng là lên cái chính để nêu cái vụ đó, rồi cuối cùng quý vị thấy không, có vẻ không ai nhắc đến nữa, bây giờ nó quẹo qua những cái hướng khác, tố nghệ sĩ rồi tố Hoài Linh, tố lung tung. Và chúng ta thấy không, cái mục đích tiêu chính chúng ta vẫn chưa đạt được là một tay lừa đảo như tay Vũ Hoàng Yên là phải có án phạt, theo chúng tôi là như vậy, nhưng mà bây giờ có vẻ là chìm xuồng, quý vị thấy không? Và có lẽ ông Lê Tùng Vân này, ông thầy ông nội đi tu này, tu không thành, sắp sửa vô tù thưa quý vị.